Thôi lõm ơi, lõm. Lõm ơi. Phần ngón sẹo đấy, sẹo ăn nốt đi. Ăn nốt đi. Nào, kinh chưa? Bà đang bầu cho nên là bà đấy ăn khỏe. Kinh người. Đây là lõm. Lõm đang bầu. Đây là khẩu phần ăn của lõm. À, nhìn nhá, nó to như thế nào. Bát này là bát hai mấy. Đây, lõm này. Cái này thì giai đoạn này thì chỉ đảo chibi thôi. Đảo trước à. Đó, cho một mình nó ăn. Đó. Ăn nó ngon lành luôn. Quá là ngon luôn. Hơi tối, lùi lại. Lùi lại, lùi 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 lùi. Lùi lại. Lùi. Đây. Chỗ kia hơi tối. Rồi đấy, cái này nhìn nó sáng ngay. Đây này, cho ăn cái khẩu phần ăn là cứ hạt với cơm thôi. Hạt ngâm nát ra trộn với cơm. Con nào cần canxi thì ném viên canxi vào, cả viên. Còn không bình thường thì cho bổ sung chibi. Giai đoạn này thì lõm đã ăn khỏe. Đây là cho ăn là nhiều hơn cái khẩu phần ăn bình thường một chút. Bởi vì nó đang bầu, nó ăn khỏe. Ăn nốt đi, vét nốt đi. Không, bát vẫn dính. Này, quay lại đây. Bát vẫn dính. Tập cái kiểu ăn là vét sạch bát đi. Không, ai để bát dính thế này. Vẫn còn này. Này, không có ra kia mà trực ăn phần của chúng nó đâu, mình ăn phần mình thôi. Ừ. Dính răng đấy. Vét nốt vẫn còn, đúng rồi. Làm sao cái bát nó phải sạch tinh chưa? Vẫn đang còn này này. Vẫn còn mấy hạt cơm. Này. Lõm này. Vẫn còn mấy hạt cơm. Vẫn còn mấy hạt cơm. Vét nốt. Này này. Không có chơi cái bài ra đấy mà trực mà ăn xin của chúng nó đâu. Ăn xong phần của mình rồi là thôi. Nhá. Ăn xong phần của mình rồi là thôi, chứ không có cái chuyện ra đấy ăn xin. Ra ăn xin là mệt lắm. Nhá.